Singapore vừa công bố số liệu cho thấy thị trường nhà ở đã có tháng đầu năm giao dịch tệ nhất kể từ năm 2009. Điều kiện vay thế chấp gia tăng đã làm giảm nhu cầu mua nhà tại thị trường bất động sản đắt thứ hai châu Á. Cơ quan tái phát triển đô thị Singapore vừa công bố số liệu cho thấy trong tháng 1, các hãng bất động sản bán được 322 căn hộ, giảm 16% so với mức 384 căn hộ của tháng 12 năm ngoái. Tính cả năm 2015, doanh số bán nhà chỉ tăng 2% lên mức 7.440 căn hộ. Lượng giao dịch này vẫn chỉ bằng một nửa so với số liệu năm 2013. Trong khi đó, giá nhà Singapore giảm tháng thứ 9 liên tiếp, đánh dấu đà giảm giá lâu nhất trong vòng 17 năm qua. Một năm qua, giá nhà đã giảm 3,7%. Thời điểm trước đó, do lãi suất thấp và nhu cầu người nước ngoài mua nhà tăng cao, chính phủ Singapore đã áp nhiều điều kiện vay mua nhà khắc khe, trong đó yêu cầu người mua nhà phải thanh toán số tiền hàng tháng lên đến 60% thu nhập. Ngoài ra, chính phủ còn tăng thuế giao dịch, nhà ở và thuế bất động sản. Chính những điều này đã làm giảm nhu cầu mua nhà thời gian qua. Hiện Singapore vẫn nằm trong danh sách những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất châu Á do hãng nghiên cứu bất động sản Knight Frank bầu chọn.